xin kính chào quý vị và các bạn chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV tên lửa hủy diệt nhà máy hạt nhân nga hậu quả thảm khốc mưu tính vĩ đại của Ukraine thổ Nhĩ Kỳ thổ Nhĩ Kỳ trao cho Ukraine món đồ chơi nguy hiểm nhà máy hạt nhân nga sẽ bị hủy diệt và Điện Kremlin không thể đứng nhìn tạm thời là một mô hình nhưng hy vọng nó sẽ trở thành hiện thực dòng chữ trên bức ảnh sản phẩm mới của ngành công nghiệp quốc phòng thổ Nhĩ Kỳ được đăng trên tài khoản Twitter của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Vasily Votna. Trong bức ảnh có thể thấy một chiếc máy bay đồ chơi màu xanh với quốc huy hình đinh ba của Ukraine ở đuôi và bên cạnh là quốc kỳ của Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu quan sát kỹ, có thể nhận ra đó là mô hình của UAV Bayraktar Akinsi, được dịch từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là chiến binh quyết thắng. Đây là chiếc UAV tầm xa và tầm cao mới nhất của công ty nổi tiếng Bayka Makina, nổi tiếng với UAV Bayraktar TV2. Rõ ràng nhà ngoại giao Ukraine muốn ám chỉ đến việc bàn giao 3 chiếc Akinzi cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ông muốn các lực lượng vũ trang Ukraine cũng nhận được cùng loại UAV siêu phẩm này. Đặc biệt hơn cả, chúng được trang bị động cơ phản lực cánh quạt AI-450S của Ukraine do MotorSig sản xuất. Bên cạnh đó, như công ty phát triển tự hào, đây sẽ là UAV đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng phóng tên lửa hành trình từ trên không. Người thổ cam kết nó không sợ tổ hợp tác chiến điện tử, vì được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo. Akinci nặng 5,5 tấn, có trần bay 12 km, vận tốc 240 km h và có thể mang theo 1.350 kg đạn tại 8 giá treo bên ngoài, bao gồm cả tên lửa hành trình chính xác cao, SOM. Món đồ chơi nguy hiểm như vậy không hề rẻ. Đối với 3 chiếc UAV gây sốc này, bạn sẽ phải trả tới 120 triệu USD. Thậm chí cả Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ đặt lô tối thiểu, còn lại mục đích là để xuất khẩu gồm cả sang ukraine ông aaron stein lưu ý rằng washington đặc biệt không thích việc thổ nhĩ kỳ và ukraine trở thành bạn bè và cùng nhau chế tạo vũ khí dường như mỹ không hoàn toàn rõ người ukraine sẽ sử dụng vũ khí nguy hiểm này như thế nào và quan trọng nhất là người nga sẽ phản ứng ra sao trước mối đe dọa mới khi nói đến tên lửa tầm xa mới rủi ro có thể lớn hơn lợi ích nếu những vụ mua bán này làm tăng khả năng bị Nga tấn công mà không làm tăng lên đáng kể khả năng phản kháng của Kiev, chúng sẽ có tác động tiêu cực đến an ninh của NATO, chuyên gia của Viện Chính sách Đối ngoại Mỹ nhận định. Chuyên gia này e sợ những cái đầu nóng của tướng lĩnh Ukraine sẽ làm điều không hợp lý, chẳng hạn như phóng tên lửa từ một UAV vào nhà máy điện hạt nhân Volgodonsk hoặc Tersimlians nhằm gây thiệt hại tối đa cho Nga. Và sau đó người Mỹ phải làm gì? Theo nguồn tin, Mỹ nhìn chung sẽ không thể chống lại Nga. Tiềm năng của UAV TB2 đã thành công ở Syria, Libya, có thể còn hơi yếu so với khả năng của quân đội Nga, nhưng Akinsi mang tên lửa SOM lại là việc khác. Theo chuyên gia phân tích, phản ứng của Moscow đối với những mong muốn của quân đội Ukraine có thể sẽ rất gai gắt. Điện Kremlin sẽ nổi giận nếu các tên lửa tầm xa chính xác cao rơi vào tay các tướng lĩnh Ukraine. Hãy xem điều gì xảy ra do việc cung cấp tên lửa chống tăng javelin của Mỹ và UAV TB2 của thổ Nhĩ Kỳ. Ông Stein quả quyết kết quả tồi tệ. Tổng thống Putin đưa quân đến biên giới Ukraine và bắt đầu chứng minh với người đồng cấp Biden rằng đối với Moscow đây là làn danh đỏ. Còn riêng với thổ Nhĩ Kỳ với việc nước này đồng thời bán UAV TB2 và cả Akinci cho Ukraine, thứ vũ khí có thể giúp lực lượng vũ trang này làm nổ tung nhà máy điện hạt nhân Vogords. Ankara một lần nữa sẽ nếm đòn trừng phạt rất quen thuộc từ cà chua và quýt. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 29 tháng 12, miền Bắc trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, nhưng nhiệt độ trong ngày đã tăng. Miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu sẽ gây ra mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở. Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền Bắc tiếp tục có rét đậm, có nơi có rét hại về đêm và sáng sớm, trời không mưa. Trong ngày nhiệt độ tăng và ổn định hơn. Miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu gây ra mưa lớn, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên vào hôm nay khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau khi Vietcombank công bố miễn phí chuyển tiền thì ngay lập tức phía ngân hàng BIDV cũng có thông báo chính sách tương tự. Tính đến thời điểm này, nhiều ngân hàng đã công bố miễn phí chuyển tiền trực tuyến, giảm phí rút tiền qua ATM nhằm hỗ trợ khách hàng trong đại dịch COVID-19. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV cho biết sẽ miễn 100% phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống cho khách hàng đăng ký sử dụng ứng dụng BIDV Smart Banking qua kênh trực tuyến đến hết năm 2021, miễn phí chọn đời 10 loại phí khi đăng ký sử dụng gói dịch vụ free, trong đó phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống được miễn giảm hoàn toàn, miễn 100% phí chuyển tiền 24/7 trên, trên ATM, giảm 5% phí rút tiền tại ATM ngoài hệ thống BIDV cùng chung xu hướng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank sẽ miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch chuyển tiền trên kênh ngân hàng số Vietcombank DigiBank, miễn phí duy trì dịch vụ Vietcombank DigiBank và phí quản lý một tài khoản mặc định đăng ký Vietcombank DigiBank. Ngoài những ngân hàng trên, đến nay nhiều nhà băng khác cũng đã thực hiện miễn phí chuyển khoản cho khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến như Techcombank, SHB, MB, TPBank, VPBank, SCBank Kiên Long Banh, AB Banh. Đây được xem là biện pháp để các ngân hàng thu hút dòng tiền gửi không kỳ hạn, loại tiền gửi có lãi suất thấp nhất hiện nay từ người dân. Theo tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022 học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Tết Nguyên Đán 9 ngày. Cụ thể học sinh nghỉ Tết từ 29 tháng 1 năm 2022, tức 27 tháng Chạp, đến hết mùng 6 tháng 2 năm 2022, tức mùng 6 tháng Giêng, tổng cộng 9 ngày. Trong khi đó, những năm trước, học sinh các cấp thường được nghỉ từ 11 đến 16 ngày. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo, vì dịch bệnh nên lịch kiểm tra cuối kỳ 1 năm học 2021 2022 của học sinh Trung học cơ sở Trung học phổ thông sẽ được tổ chức từ ngày mùng 10 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022, trễ hơn so với kế hoạch năm học do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt cuối tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết vẫn không thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Theo kế hoạch của một số hãng hàng không thì có khoảng 50 đường bay nội địa sẽ được nối lại trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2022. Các hãng hàng không đã xây dựng phương án vận chuyển cho giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán với 20.000 chuyến bay, cung ứng hơn 3,6 triệu ghế một ngày. Cụ thể, Vietnam Airlines Group khôi phục thêm đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vân Đồn cùng nhiều đường bay địa phương như giữa Hải Phòng và Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, giữa Thanh Hóa và Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, giữa Vinh và Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, giữa Huế và Đà Lạt. Các đường bay này dự kiến được mở lại từ ngày 16 tháng 1 năm 2022, tần suất 3 tới 4 chuyến một tuần. Trong khi đó, công ty bay dịch vụ hàng không Việt Nam Vasco cũng có kế hoạch tăng tần suất 28 chuyến một tuần giữa thành phố Hồ Chí Minh và Côn Đảo, 14 chuyến một tuần giữa Hà Nội và Điện Biên. Các đường bay còn lại như giữa Cần Thơ và Côn Đảo, giữa Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng, Cần Thơ được duy trì từ 3 tới 4 chuyến một tuần. Pacific Airlines dự kiến khai thác gần 30 chuyến một tuần trên các đường bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng, giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Pleiku, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột. Thay vì chỉ dùng kết quả xét nghiệm PCR để xác định ca mắc mới và khỏi bệnh COVID-19 như trước, Bộ Y tế đã cho phép địa phương sử dụng kết quả test nhanh trong các xét nghiệm khẳng định này. Theo đó, 3 trường hợp được khẳng định mắc COVID-19 gồm người xét nghiệm real time PCR dương tính, người nghi nhiễm có kết quả test nhanh dương tính, test nhanh sử dụng phải được Bộ Y tế cấp phép, xét nghiệm do nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc từ xa. Người không triệu chứng, có yếu tố dịch tễ, tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm hoặc F0 trong khoảng 14 ngày và có hai kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính. Xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1 và hình thức test nhanh đi trên. Tương tự, F0 được công nhận khỏi bệnh khi có test nhanh âm tính. Đối với người không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, điều trị tại nhà và cách ly đủ 10 ngày, có test nhanh âm tính sẽ được trạm y tế địa phương xác nhận khỏi bệnh. Người điều trị tại các cơ sở thu dung và bệnh viện không có bệnh nền cần test nhanh âm tính trước khi ra viện không có triệu chứng lâm sàng từ 3 ngày trở lên.